Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em Phương. Thì hôm nay á, em Phương đứng bên cạnh đây là một chiếc xe Hyundai Solarity 16 chỗ phiên bản ghế châu Âu. Thì cùng theo chân em Phương vào tham khảo một chiếc xe Hyundai Solarity này ha, đã lên những option đầy đủ nào. Thì bây giờ theo chân em Phương đi ha. Thì trước tiên chúng ta đi theo bây giờ á, là cửa điện, cửa tự động một chạm ha. Đó. Có kệ bước chân đã bật nút step ở trên tắp lô ha. Về phần nội thất của bên trong xe á, thì quý khách hàng đã lên những option gì ha? Thì bây giờ là trước tiên là về ghế, ghế thì dạng là ghế châu Âu của công ty Locata làm cho bên quý khách hàng luôn. Thì ghế này thì mình ngồi lên á, thì khá là rất là thoải mái. Đó, mình có thể là điều chỉnh này, lên xuống này. Đó. Về phía bên trong ghế thì có một cái ti dạng nhập khẩu ha. Đó. Phía sau thì đó bàn kệ đựng cà phê, thức ăn và USB cho anh em cắm sạc khi hết pin. Sàn á, thì là dạng là sàn sàn gỗ. Đó. Phía phần ghế có thể là điều chỉnh lên xuống cho quý anh chị này, gác chân lên khỏi bị mỏi chân ha. Về phần rèm, rèm thì là rèm dạng limousine, khá là đẹp mắt. Đèn thì thiết kế dạng đình chành là dạng cánh chim. Và đã ốp lên gỗ cho dàn lạnh là phía sau. TV là trang bị là TV 32 inch, TV TCL. Về phần cửa điện thì cửa điện là tự động một chạm. Về phần phía trong của cabin xe này thì vô lăng thì sử dụng vô lăng ba chấu. Thì phía trước này đó bên quý khách hàng đã trang bị là open gỗ tắp lô, sử dụng màn hình Android 9 inch. Thì bây giờ xe trên xe Solarity này thì sử dụng là hai túi khí, túi khí vô lăng, túi khí sử dụng sạc thì 12V. Máy lạnh thì máy lạnh là khoang trước và khoang sau ha. Đây, đây khoang trước, còn đây khoang sau. Sử dụng nút step, step là bệ bước tự động ha. Khi quý anh chị nhấn vào đây thì sử dụng hộp số 6 cấp, 6 số tiến và một số lùi. Máy thì 2.5 và công suất mà lực lên tới 170 mã lực thì máy thì rất là mạnh mẽ khi quý anh chị sử dụng. Thì khi kinh doanh dịch vụ xe á, thì quý khách đã trang bị lên cho là căn nghị định 10. Đây là theo điều luật lệ an toàn giao thông luôn ha. Thì bên Sở Giao thông Vận tải là quy định cho quý anh em mình. Thì quý anh chị á, khi đầu tư một chiếc xe Hyundai Solarity á, thì muốn trang bị những option đầy đủ trên xe á, thì cứ liên hệ vào hotline của em Phương. Thì em Phương sẽ tư vấn cho quý anh chị khi lên những cái option nào, ví dụ như là ghế, sàn và hầm hàng, hay là đèn chành, hay là màn hình Android, màn hình TV, cửa điện Nga đó, hay là cửa điện Nhật. Thì nói chung là cửa điện nó có là nhiều loại. Thì quý anh chị muốn đầu tư những cái nào hợp lý thì quý anh chị cứ đầu tư đó. Như lên những option nào thì bên em sẽ lên những option đó cho quý anh chị. Thì cảm ơn anh chị đã xem qua những video của em. Thì tạm biệt mọi người.